Viết 4 đến 5 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập của em. Bài viết: Cái bút máy của em là bút nét hoa. Nó có màu đỏ đậm. Ngòi bút viết rất trơn. Bút rất dễ bơm mực. Nhờ nó, em có nhiều bài viết đẹp. Em sẽ cố gắng giữ gìn nó thật cẩn thận. Bài viết 2: Quyển sách tiếng Việt của em đẹp lắm. Nó to hơn quyển vở ô ly nhưng thật dày. Giấy bóng láng. Sách có nhiều tranh vẽ đẹp và bài đọc hay. Em rất thích nó. Bài viết 3: Chiếc cặp của em thật đáng yêu. Nó được may bằng vải da. Bên ngoài có màu xanh nước biển và có in hình 5 anh em siêu nhân. Cặp rộng và khá vừa với em. Nó giúp em giữ gìn sách vở. Bài viết 4: Bố mua cho em hộp sáp màu. Đó là màu sáp Hàn Quốc. Nó có 12 màu khác nhau. Màu nào cũng tươi tắn. Bạn nào cũng muốn mượn màu của em trong giờ vẽ. Em nhờ nó mà luôn có bài vẽ đẹp.